Hello và chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với một game đấu solo squad nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi săn những cái hòm thính Blackpink nha. Vừa có sự kiện update hòm thính mới ấy, màu hồng hồng. À, có team đáp ngay xe trong này. Leo đâu bạn ơi, là trên nóc này. Ui, vẫn nóc kìa. Vâng. Đúng viên cuối cùng mình thả đam thì vẫn nóc được cái ông thứ hai luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ công từ từ qua. Để mình clear nốt cái khu quân sự này tí nữa mình sẽ đi săn thính nhá. Hôm nay sẽ gọi là sử dụng luôn combo sống trong thính mà gọi là hai cái hòm thính đầu tiên đấy mình sờ vào ấy. Có hai cây súng nào thì mình sẽ bắn luôn hai cây súng đấy luôn. À, ui, hai tên này bò về. Game mới nha các bạn ơi, các bạn đen lắm. Nãy mình thấy có không biết là có mấy team nữa, thấy số người đáp vào cũng rải rác lắm. Vừa nghe tiếng Uzi chỗ bên nhà máy này. Đấy, UMP kìa. À, đây rồi nhá, mình thấy có một ông cờ Nhật Bản này. Rồi gạt một ông Ấn Độ. Rồi. Để mình tạt qua khu nhà Ly, mình xem cái còn cái đồ gì mình loot nốt thì mình công qua nhé mọi người. Ô, nhà Ly như là bị loot rồi sao ấy, chắc là bị tên kia loot hay sao ấy nhỉ? Chả có đồ gì này. M16 cũng đã bị loot đạn rồi. Ui, gần này. Tiếng Scaler gần lắm. Đi đâu đây bạn ơi? Nốc luôn này. Còn tiếng Thông Sơn sấy từ xa nữa cơ, tên này tên khác hay sao ấy nhỉ? Mình phơm đi. À đây mình thấy dưới này có một ông áo hồng này. Núp ngay sau cửa hay sao ấy. Rồi mình sẽ công từ từ lên luôn. Nãy không nãy mình nhớ không nhầm là mình thấy có hai tên đáp qua bên chỗ nhà máy này. Chắc là nãy giờ hàm này đang bắn bot hay sao ấy. Đẩy luôn nhá. Lúc sau cửa mới. Ôi. Ui vãi cả trưởng ạ. Ông thần nó nằm ngay đây mọi người ơi. Vâng, quả đấy mình cũng hơi bất ngờ một chút nhưng mà cũng may mà mình phản ứng cũng nhanh. Tí chết. Rồi, thính đây chưa có ai loot mọi người ạ. Thính hồng đây rồi. Xem nào. Ồ, M219 này. Đây nó có luôn cho mình một cái gọi là album. Mình chả biết cái này để làm gì. Mình nghe nói là cái album này là dùng để đổi sang cái kiểu cái để tặng gà hay tăng cái điểm nổi tiếng ấy. Ở chỗ hòm thính này nó hơi toang nhỉ. Mình phải loot nhanh mới được. Ô, có tiếng xe máy này. Ôi. Khi ông nội đều mới lao vào thính như cái chỗ không người ấy nhỉ. Đây rồi. Cây súng thứ hai là MK anh em ơi. Vâng, MK anh em. Ui lại còn 8x như này nữa. Thôi xong rồi. Số trời đã định rồi anh em ơi. Trận này mà bắn xong mà có bị ban ạc là các bạn đủ hiểu nha. Trận này lại phải sấy MK 8x rồi. Trời ơi, cái bom này còn có 10. Ơ, có xe này, có xe. Đây đây. À, có tiếng Thông Sơn ngay bên phải nữa. Giờ mình dừng đây mình chơi cái team trước mặt này đã. Nhìn này. Giật thế nhở. Bên phải cũng có nữa. Rồi nốc một này. Hình như là có hai tên thôi hay sao ấy. Chơi đi, khô máu luôn. Sau những cái pha sấy MK8X mà bị ban ạc thì anh em đồ hiểu đấy. Rồi clear này. Lần trước cũng đã từng bị gọi là ban con ác chính là do sấy MK gọi là 4X rồi. Hôm nay cầm lại MK 8X luôn. Xem là mấy ông này không có cái gọi là checkpad cho MK nhỉ. MK mà không có checkpad thì nó quá lắc luôn đi. Rồi, còn team ở chỗ đằng kia nữa. À, nó bắn mình luôn này. Đây, từ mình lại lấy góc, mình lại sấy tiếp. Đây, từ đây chơi luôn. Đây đúng không? Ôi dồi ôi. Quay nó lên xe, nó định chơi mình anh em ơi. Mình phải té ngay. À, mấy tên này tính nữa là mở góc chơi mình ấy. Đổi chứ mình đang muốn gọi là giữ cái khoảng cách xa xa, mình sấy MK mà mấy này công công gần thôi. Vãi trường có thanh niên lại còn nằm đây nó bắn mình này. Rồi, nốc luôn này.
Ui, thanh niên. Thanh niên xuống xe vội này, nốc luôn. Để mình gạt tên này, mình lấy kill đã. Rồi. Phải công nhận là lắc thật sự đấy mọi người. Mình phải clear team này, mình kiếm cái jetpack với lại cái nòng compen mới được. Mình đang thiếu hai cái món phụ kiện rất là cần thiết cho MK. Còn tên kia nó chạy lại nó cứu cái ông mà mình bị nợ à, mình vừa nấp chỗ đoạn này. À, lùi về bên này rồi cơ à, nhanh nhở. À, vẫn chưa cứu được mọi người ạ. Vẫn chỉ nghe một tiếng súng thôi, đây rồi. Vãi. Lại còn lên xe tính chạy thoát à bạn ơi. Rồi, clear luôn team này luôn. Trời ơi, vãi, bắn xong bò được còn có 8 người anh em ạ. À, để xem nào, thế này có gì đây. AOG mọi người ạ. Nhưng mà mình đã gọi là nhặt được M249 với lại MK rồi. Đấy, trận này sẽ bắn combo này luôn thôi. Bây giờ cứ đứng đấy đợi một lúc xem như nào nào. Không biết là có team nào nó lại chỗ hòm tính này không chứ. Cái bo đang lớn như này thì không biết là đi đi đâu tìm được luôn ấy. Thì mình thử lượn lượn một vòng này xem. Không biết là trận này có hack không nữa. Thường là những cái bo như thế này. À đây đây có xe này. Đây mình dừng đây mình đón luôn nhá. Thường là những cái bo lớn mà còn ít người như này là dễ gặp hack lắm. Đây rồi. Ui dồi, đốc luôn anh em. Còn tên nữa. À, núp rồi. Mình chơi luôn đi. Team này hình như là có hai thôi. Làm quả vẫn là cây mai phát này. À, không cứu à. Rồi, clear luôn. Nhanh gọn anh em ạ, mình phải đánh nhanh, mình rút gọn luôn. Ui. Có hai team đang bắn nhau ở chỗ nào ấy, đã trận này đã hết người rồi lại còn bắn nhau nữa chứ. Mình vào đây mình thay đạn phát rồi mình đi tìm nốt 5 ông còn lại nữa. Trời ơi, thôi xong rồi. Lại bắn nhau nữa kìa. Ôi, lại nốc kìa. Thôi mà mấy anh hai ơi. Còn có 4 người nếu mà ăn được hết 4 mạng thì cũng chỉ được 17 kill mà thôi mọi người ạ. Bây giờ cái bo đang còn rộng lớn như này thì biết tìm đâu bây giờ. Thử đoán xem. Không biết là khu nhà bay này có ai không ta? Mình thử tạt vào khu nhà bay này phát. Không có thì mình lên trên nóc nhà này mình quan sát mới được. Chỗ nào có xe là mình tấp vào. Ô, à đây. Ngay nhà này luôn à. Có con bác ghi đậu ngoài này. Đâu rồi, trên nóc nhà. Đang bò này anh em. Cái gì đây? Ở hai ông thần này làm gì vậy? Ô ô ô ô. À ngay dưới à. Đây rồi. Thì ra là lúc nãy là hai team này đang bắn nhau đây. Nằm này. Ui rồi. Giật vãi cả trường. Lại nào. Quả này thì mình táp thôi anh em ạ. Rồi bò với chúng tôi à. Gạt không được. Giật thế mọi người. Đấy nhá anh em cứ bảo tôi hack đi. Có ai hack mà gọi là tâm nó đi. Gọi là nó vẽ hình người như này không. Vãi ngày trưởng giật thật. Thế như là còn tên nữa ngay sau cái gốc cây đấy mọi người. Thôi, cứ để cho ông ấy cứu lại đi anh em ạ. Còn hai tên cuối mà. Cứ để cho cứu lại rồi mình sẽ đứng đây mình sấy gọi là MK8X một lúc xem như thế nào. Sấy như này là hơi hơi mù mắt rồi. À, lấy thêm ít đạn 7 nữa nha. Rồi, mình sẽ lên xe, mình đi vào bo, mình canh bo trước. À, cái kìa hai tên đang nhìn mình kìa. Chạy kìa, sấy phát này. Ui. Phải có biết là khó lắm mọi người ạ. Đây là từ đây sang bên đấy cũng phải gọi là hơn 200m đấy. MK8X không zoom out mà trúng thì nó lại là hack rồi. Để gọi là mình thử tìm quả highlight phát xem như thế nào. Ở đâu nhỉ? Nãy mà thấy có ông chạy xuống dưới chỗ này mà ta. Ủa núp đâu rồi? Bây giờ còn hai ông cuối cùng nhá. Một ông mình sẽ sấy M2496X với lại một ông là sẽ sấy MK8X nhá. Ông thần ở núp chỗ nào ấy mình thử. Ờ,
À, nằm ngay chỗ đấy luôn à. Tinh vi thật đấy mọi người. Đây rồi, góc này đẹp này. Ông này là phải xấy. Ui. Mở 249 đi. Rồi, nốc này còn tên xa nữa. Tên này là phải MK8X này mọi người. Ngồi. Và các bạn nhớ gọi là chuẩn bị trước lọ Canon 2 trước khi xem clip này nhá, mình quên thông báo trước. Toàn quá. Nó gọi là giật thật sự luôn anh em ạ. Rồi, cái này phát ra rồi. Rồi. Cự ly gần gần một chút thì mình bắn được. Đấy, vâng, gọi sau gọi là hàng chục tên MK thì cuối cùng mình cũng đã kill được cái ông cuối cùng này rồi. Dã man con ngàn thật mọi người ạ. Và phải nói là hai combo này là hai combo là có cái độ giật giật nhất trong những cái dòng súng luôn đấy mọi người ạ. Thì ok nha, bye bye mọi người nha, hẹn mọi người clip sau nha.